Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ trình bày cho các bạn nội dung tiếp theo về chủ đề Facebook Marketing. Thì nội dung hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết cách thức để tạo một cái fanpage trên Facebook. Qua đó tôi cũng sẽ hướng dẫn cho bạn một số những cấu hình về thông tin cơ bản cho fanpage. À, tôi biết được rằng nhiều bạn đã biết cách tạo fanpage và nhiều bạn cũng đã có fanpage rồi. Tuy nhiên tôi cũng mong là các bạn hãy theo dõi video này bởi biết đâu qua video này các bạn cũng thu thập được cho mình một số những cái kiến thức nào đó mới thì sao phải không ạ rồi à, trước khi đi vào cái nội dung của buổi hôm nay thì tôi muốn lưu ý lại các bạn là trong video trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn một số những cái quy tắc về phương pháp đặt tên cho fanpage và một số những cái kích thước chuẩn của hình ảnh sử dụng cho fanpage thì tôi hy vọng rằng để thực hiện được cái bài này thì các bạn phải chuẩn bị sẵn tức là các bạn phải nghĩ sẵn cho mình à cái fanpage mà mình dự định tạo sẽ có tên là gì và ít nhất là các bạn cũng phải chuẩn bị sẵn cho tôi hai tấm ảnh một tấm ảnh là ảnh đại diện và một tấm ảnh là ảnh bìa cho cái fanpage của mình theo kích thước chuẩn mà bài trước tôi đã trình bày được nhá. Thế đó là những cái mà tôi mong muốn các bạn phải chuẩn bị sẵn trước khi bắt đầu vào cái bài tập hôm nay. Rồi, vậy thì bây giờ bắt đầu nhá. Để tạo một cái fanpage thì chắc chắn là các bạn sẽ truy cập, các bạn sẽ truy cập vào Facebook rồi. Các bạn có thể vào trong trang profile cá nhân hoặc là vào bất kỳ đâu. Thì các bạn để ý ở trên nó sẽ có một cái biểu tượng hình tam giác, mũi tên trỏ xuống như thế này này để tạo một fanpage thì bây giờ các bạn click vào đây các bạn nhấn vào đây thì nó sẽ hiển thị cho các bạn một cái menu một cái menu một cái danh mục thế này có rất nhiều tùy chọn thì trong nội dung bài hôm nay thì các bạn sẽ tạo fanpage thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái chức năng này tạo trang nha tạo trang rồi bây giờ tôi click vào đây đấy thì khi mà các bạn chọn cái chức năng tạo trang á hay nói cách khác là các bạn tạo fanpage á thì facebook Facebook nó hỗ trợ cho các bạn 6 loại fanpage Đây chính là điều đầu tiên mà các bạn sẽ cần làm Đó là chọn loại fanpage mà các bạn muốn tạo Đấy, thì đối với một số những các bạn mới Khi mà mới tiếp cận tới việc tạo trang á Thì có thể các bạn sẽ lúng túng ở bước này Bởi vì các bạn có thể là các bạn chưa hiểu rõ được 6 loại này Nó đóng vai trò gì, mục đích ra sao Hoặc là các bạn sẽ chọn loại nào phù hợp cho cái fanpage mà các bạn dự định tạo. Tuy nhiên thì uh, cái buổi buổi học hôm nay buổi học đầu tiên về tạo fanpage hôm nay tôi giả định là các bạn chưa biết cái gì cả. Tôi giả định các bạn chưa biết cái gì cả. Uh, tôi sẽ đi từ cơ bản. Vì vậy tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn lại lần lượt uh, từng cái loại fanpage này uh, nó có ý nghĩa gì, nó có đặc điểm gì. Được nhá. Rồi đầu tiên là doanh nghiệp hoặc địa điểm ở địa phương. Đây là cái loại fanpage hay được sử dụng nhiều. Có thể coi là loại fanpage được sử dụng nhiều nhất. Và cái loại fanpage này nó cũng có nhiều tùy chọn nhất trong 6 loại fanpage. Nhiều tùy chọn ở chỗ bây giờ các bạn thử click vào nhé. Bây giờ tôi click vào này. Thì các bạn thấy nó sẽ có rất nhiều những cái tùy chọn cho các bạn điền vào. Tên trang này, danh mục trang này, địa chỉ đường này, thành phố, zip code hoặc là điện thoại thì với với cái loại fanpage này với loại fanpage này thì các bạn lưu ý là rất thích hợp rất thích hợp để làm fanpage cho công ty này cho văn phòng này cho cửa hàng này hoặc là cho một cái shop nào đó nhưng những cái những cái này nó sẽ có một cái đặc điểm chung đó là phải có một cái địa điểm một cái địa chỉ cụ thể để người ta có thể liên hệ với bạn, để người ta có thể liên lạc tới bạn, để người ta có thể tới được cái địa điểm mà bạn chỉ định ở đây mà các bạn thiết lập ở đây để liên hệ với bạn. Đấy, thì cái đặc điểm của cái loại này đó là có địa điểm cụ thể. Đấy các bạn hình dung dạ. Đây là cái loại fanpage thứ nhất nha tóm lại là nếu các bạn muốn mở tạo fanpage cho một công ty cho một cửa hàng cho một shop mà shop đấy đang có một cái địa điểm kinh doanh cụ thể nào đó thì các bạn nên chọn loại fanpage này cái loại fanpage thứ hai là công ty tổ chức hoặc học viện thì nghe nghe về cái tên thôi thì tôi nghĩ là các bạn cũng hơi hơi mường tượng được là cái loại fanpage này nó nó làm cái việc gì đúng không ạ? Tức là fanpage này sẽ rất phù hợp cho các công ty lớn. Tôi lưu ý là các công ty lớn nhé, hoặc các tổ chức chính phủ, hoặc các tập đoàn, hoặc là các trường học đấy. Ờ, tuy nhiên, tuy nhiên nếu mà công ty hoặc tổ chức của bạn có nhiều địa điểm hoạt động và giờ làm việc khác nhau á, dẫn tới là 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 các bạn không có nhu cầu tức là thiết lập một cái địa chỉ cụ thể. Các bạn hình dung ạ, à, cái cái loại fanpage trước nhá là yêu cầu các bạn sẽ cung cấp một cái địa chỉ cụ thể. Còn cái fanpage này thì các bạn không có nhu cầu cung cấp địa chỉ cụ thể. Bởi vì các bạn có thể là các bạn không có địa chỉ cụ thể Hoặc là các bạn có một cái công ty nó lớn, một cái tập đoàn lớn Nó có quá nhiều chi nhánh Mỗi chi nhánh lại có giờ làm việc khác nhau Do đó thì các bạn không thể thiết lập một cái địa chỉ cụ thể nào được Thì các bạn có thể chọn cái loại fanpage này đấy thì bây giờ tôi click vào đây các bạn thấy cái loại fanpage này nó đơn giản lắm nó chỉ có một cái ô cho các bạn nhập tên tên của công ty ở đây cũng là tên fanpage của bạn đấy và các bạn cũng có thể chọn cái loại hình loại hình đấy các bạn thấy không ạ à? cái loại hình fanpage mà các bạn muốn uh, lựa chọn để hoạt động đấy thì với dạng fanpage này thì các bạn lưu ý là Uh, khi các bạn chọn cái danh mục loại hình ở đây thì có thể đôi khi sẽ không có cái loại hình nào chính xác tương ứng để các bạn có thể lựa chọn được thì lúc này các bạn hãy cố gắng tìm một cái loại danh mục nào gần với lĩnh vực hoạt động của các bạn nhất hoặc là một cái danh mục nào đó chung để các bạn lựa chọn nhá còn nếu còn nếu cái công ty của các bạn cái tổ chức của các bạn hoặc là trường học của các bạn mà có cái loại hình chính xác và cụ thể ở trong cái danh mục này thì các bạn nên chọn càng cụ thể càng chính xác càng tốt được nha đấy thì đây là cái lưu ý cho cái loại hình fanpage này tôi nhắc lại cái loại hình fanpage này phù hợp cho các công ty lớn các tập đoàn lớn các tổ chức học viện hoặc là kể cả những cái cửa hàng nhỏ cũng được miễn sao nó có cùng một cái đặc điểm đó là không có nhu cầu thiết lập địa điểm cụ thể đấy hai fanpage này phân biệt một cái thì có địa điểm cụ thể một cái thì không cần chỉ định địa điểm cụ thể đấy các bạn hình dung dạng rồi cái loại fanpage thứ ba thương hiệu hoặc sản phẩm à, cái loại fanpage này là cái loại fanpage cũng rất hay được sử dụng nó có thể 1910 một, một, với cái loại doanh nghiệp hoặc địa điểm địa phương nha yeah. uh, cái fanpage này rất phù hợp cho những công ty doanh nghiệp có cái thương hiệu lớn nha yeah, có thương hiệu lớn ví dụ như là apple, coca cola, samsung, lazada, tiki hay gì đấy tức là uh, những cái công ty những cái thương hiệu những cái tổ chức những cái tập đoàn nào đó đã có thương hiệu trên thị trường rồi đấy các bạn muốn tạo fanpage cho những công ty đấy cho những tổ chức đấy cho những cái tập đoàn đấy Đấy Hoặc là nếu không thì các bạn mở một cửa hàng online cũng được Các bạn mở một cửa hàng online để các bạn bán hàng online cũng được Và cái đặc điểm của nó thì như các bạn thấy Nó cũng chỉ có hai thành phần Đó là một cái ô để nhập thương hiệu hoặc tên sản phẩm và một cái danh mục Vậy thì rõ ràng là cái loại fanpage này cũng không yêu cầu các bạn cung cấp địa điểm cụ thể Các bạn hình dung dạ và bên cạnh đó như các bạn cũng thấy ở đây này hoặc sản phẩm. Vậy thì cái loại fanpage này cũng rất thích hợp để các bạn tạo ra một cái fanpage để quảng cáo cho một cái sản phẩm nhất định nào đó, cho một cái sản phẩm cụ thể nào đó. Đấy, thì các bạn cũng có thể lựa chọn cái fanpage này. Rồi. Thì các bạn lưu ý cho tôi một ý nữa như thế này có một số cái loại hình trong danh mục này nè ở à, đây là những cái danh mục cái loại hình hoạt động đấy sẽ đi kèm với một vài cái điều kiện hoặc một vài những ràng buộc theo cái chính sách của facebook vì vậy khi các bạn chọn lựa cái danh mục này các bạn phải cẩn thận các bạn phải lưu ý một số những cái quy định ràng buộc mà facebook đặt ra ví dụ nếu các bạn tạo fanpage cho những cái đại loại như đồ dùng gia đình điện thoại máy ảnh nội thất ô tô thì có thể là các bạn không cần lăn tăn lắm về những cái chính sách đâu tuy nhiên nếu các bạn tạo fanpage cho dược phẩm chẳng hạn đấy thì có thể là cái trang của các bạn sẽ rất khó để có thể chạy được quảng cáo tôi lưu ý nhá có thể trang của các bạn sẽ rất khó để các bạn có thể chạy được quảng cáo hoặc là uh, mỗi Mỗi khi các bạn muốn chạy quảng cáo, các bạn phải có sự đồng ý, sự xét duyệt của Facebook thì các bạn mới được phép chạy. Bởi vì cái việc mà bán dược phẩm, bán thuốc á, thì đối với chính sách của Facebook thì cần phải có toa. Tức là muốn bán thuốc thì cần phải theo toa của bác sĩ. Do đó Facebook rất hạn chế cái điều này để tránh việc mua bán thuốc tràn lan bất hợp pháp. Vì vậy nếu các bạn muốn làm cái loại fanpage cho dược phẩm thì các bạn hết sức lưu ý nha, nó rất hạn chế về mặt quảng cáo. Tương tự như vậy, rượu chẳng hạn, rượu hoặc rượu mạnh. Đấy, theo mặc định à khi các bạn chọn rượu hoặc rượu mạnh thì các bạn đang là một công ty về rượu hoặc các bạn đang là một cửa hàng bán rượu hoặc các bạn đang muốn quảng bá cho một nhãn hiệu rượu nào đó. Các bạn hình dung ạ, à? thì có nghĩa là các bạn cần phải thiết đặt độ tuổi thích hợp cho trang này. Các bạn hình dung ạ, à? ví dụ như một số nơi để có thể được phép mua rượu, uống rượu, xem những cái quảng cáo về rượu thì các bạn cần phải có cái độ tuổi ví dụ như từ 18 tuổi trở lên, vân vân. Tóm lại là các bạn phải tuân thủ theo một số những cái chính sách đặc biệt đối với một vài danh mục đặc biệt của Facebook. Đấy, mà khi các bạn lựa chọn những cái danh mục thế này thì có thể là fanpage của bạn sẽ khó được tìm kiếm hơn so với những cái đối thủ khác, những cái nhóm người khác. Các bạn hình dung dạo Thì có thể là à khi mà nghe như vậy, các bạn nghĩ cách lách. Like. Các bạn nghĩ cách lách. Like. À, bây giờ mình lách, like, mình chọn cái khác để tránh để tránh ví dụ sản phẩm về rượu ở rượu thì nó cũng là một cái sản phẩm cũng là mặt hàng thôi thì tôi chọn là sản phẩm cũng được vậy ờ thì khi mà các bạn chọn cái này thì có thể thời gian đầu à, các bạn lách like được các bạn tránh được nhưng mà lời khuyên cho các bạn là các bạn đừng cố gắng khai báo thông tin sai hoặc tìm cách lách like luật bởi vì các bạn cần phải hình dung là trước sau gì Facebook cũng sẽ phát hiện và khi đó rất có thể là fanpage của các bạn sẽ bị khóa và không thể phục hồi lại được đấy nhá do đó tốt nhất các bạn hãy cứ thành thật hãy cứ thành thật và cứ khai báo cụ thể càng cụ thể càng tốt các bạn hình dung ạ rồi đây là loại fanpage thứ ba loại fanpage thứ tư đó là nghệ sĩ ban nhạc hoặc nhân vật của công chúng thì cái loại fanpage này nó cũng tương tự như thương hiệu hoặc sản phẩm cũng có hai thành phần để các bạn lựa chọn tức là tên và danh mục thì fanpage này nó rất thích hợp cho những cá nhân hoặc tổ chức nào chỉ có nhu cầu tập trung vào việc quảng bá cho bản thân thôi mà không có nhu cầu thực hiện kinh doanh mua bán đấy nhá tức là quảng bá cho bản thân mình đấy cho tên tuổi của mình ví dụ như các nghệ sĩ muốn quảng bá hình ảnh của mình tên tuổi của mình Đấy thì có thể lựa chọn cái loại fanpage này Và cái loại fanpage này thì rất yếu trong việc là kinh doanh mua bán nhá. Vì vậy những cái đối tượng như ca sĩ này, nghệ sĩ này, ban nhạc này Hoặc blogger, vlogger vân vân Thì có thể chọn loại fanpage này để tạo trang cho mình Các bạn hình dung dạng Bởi cái dạng fanpage này sẽ giúp bạn dễ tiếp cận và tương tác với fan Nghệ sĩ mà Nghệ sĩ thì thường sẽ có nhiều fan Đấy nhiều người hâm mộ Thì với cái loại fanpage này thì sẽ giúp cho các bạn à, dễ gặp fan hơn Dễ tiếp cận fan hơn Dễ tương tác với fan hơn Ví dụ như vậy nha Rồi Hãy nhớ là cũng tương tự như là công ty tổ chức học viên và thương hiệu các bạn hãy chọn cho mình một cái tên và chọn danh mục tương ứng. Đối với những danh mục này hãy chọn càng cụ thể càng tốt. Đấy, hình dung nha. Đây chính là loại fanpage thứ tư. Loại thứ năm đó là giải trí. Nghe về giải trí thì có vẻ nó có cái gì đó nó hơi bị trùng lập với cái trước một xíu đúng không ạ? À, nghệ sĩ ban nhạc thì cũng là trong cái nhóm giải trí. Đúng không? Thì nó có một cái gì đó hơi trùng lắp, hơi băn khoăn khi chọn lựa giữa hai cái này. Thì giả sử bây giờ bạn là nhạc sĩ chẳng hạn, bạn chọn lại nào giải trí hay ban nhạc đấy thì có thể là uh, nhiều bạn sẽ khá lúng túng, khá băn khoăn khi khi khi, khi chọn chọn lựa với cái này thì các bạn hãy lưu ý này cái loại fanpage cho nghệ sĩ ban nhạc hoặc nhân vật công chúng á sẽ rất tốt cho những cá nhân làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc là những người nổi tiếng còn cái fanpage này này, cái fanpage giải trí này này sẽ lại rất thích hợp cho những cái sản phẩm giải trí cụ thể. Được nhá, tôi tôi nhấn mạnh ở đây là sản phẩm giải trí cụ thể nhá. Ví dụ như là một show truyền hình nào đó hoặc là một cuốn sách nào đó mà các bạn muốn quảng cáo hoặc là một tập phim hoặc là một chương trình radio hoặc một cái chương trình tạp chí gì đấy vân vân đó là những cái sản phẩm giải trí những cái sản phẩm số ví dụ như vậy mà các bạn muốn quảng cáo thì các bạn hãy chọn cái loại giải trí này các bạn hình dung ạ à? tóm lại là một cái thì tốt cho con người một cái thì tốt cho sản phẩm đấy các bạn hình dung ạ Được nhá vậy thì với cái câu hỏi trước chẳng hạn nếu bạn là nhạc sĩ thì các bạn sẽ chọn loại nào vậy thì bây giờ lại phân tích như thế này nếu bạn là nhạc sĩ mà bạn mong muốn quảng bá cho bản thân mình, quảng bá cho tên tuổi của mình với công chúng, thì các bạn hãy chọn cái loại hình thứ nhất là nghệ sĩ ban nhạc. Tuy nhiên, nếu các bạn là một nhạc sĩ nhưng các bạn muốn quảng bá trong một cái sản phẩm âm nhạc nào đó của các bạn, ví dụ như là một bản nhạc mà các bạn mới sáng tác. Ví dụ như vậy thì các bạn có thể chọn giải trí. Đấy các bạn hình dung nhỉ? Rồi cách thức thì cũng tương tự như những cái trước đó là các bạn cũng đặt cho nó một cái tên và chọn một cái danh mục tương ứng nha chọn một cái danh mục tương ứng rồi cái cuối cùng là hoạt động cộng đồng đấy thì đây là cái dạng fanpage rất thích hợp cho các tổ chức phi lợi nhuận tổ chức từ thiện các hiệp hội câu lạc bộ đội nhóm vân vân đây cũng là fanpage có ít thông tin cấu hình nhất. Các bạn nhìn vào thì thấy nó cũng chỉ có một ô duy nhất để cho các bạn nhập cái tên của hoạt động cộng đồng mà các bạn muốn tạo fanpage. đấy hoàn toàn không có bất kỳ một cái danh mục nào danh sách nào để lựa chọn lĩnh vực hoạt động cả. À, theo kinh nghiệm của tôi thì các bạn không nên sử dụng cái loại trang cộng đồng này bởi nó không có rõ ràng gì cả nó không rõ ràng bất kỳ một cái hạng mục bất kỳ một cái chủ đề nào cả nó khá là chung chung nó khá là chung chung à, mà khi mà các bạn tạo một cái trang mà chung chung như vậy thì sẽ không tốt lắm cho cái việc quảng cáo đấy nó không tốt lắm cho việc quảng cáo vì vậy khi tạo một cái trang một cái fanpage thì ngay từ cái bước này các bạn hãy cố gắng phân tích cái nhu cầu của mình xem là fanpage của mình sẽ phù hợp với loại hình hoạt động cụ thể nào thì nếu các bạn có thể xếp loại được cái loại hình hoạt động cụ thể trong một trong năm cái loại fanpage này thì các bạn nên chọn một trong năm loại fanpage trên để cho Facebook nó phân loại được tốt hơn thì khi Facebook phân loại trang của các bạn tốt thì cái việc nhắm đối tượng của các bạn sau này sẽ tốt hơn và các bạn dễ tiếp cận được khách hàng tiềm năng hơn được nhá Còn nếu các bạn không có nhu cầu để chạy quảng cáo, tôi lưu ý là không có nhu cầu chạy quảng cáo nha, thì các bạn tạo cái fanpage về hoạt động cộng đồng cũng được, nhưng mà theo tôi thì các bạn tạo group thì sẽ thích hợp hơn, thì sẽ thích hợp hơn đối với việc như mà hoạt động nhóm, câu lạc bộ, đội nhóm gì đó bởi vì với group ấy, thì cái việc quản trị nhóm sẽ đơn giản hơn dễ dàng hơn và cái cái việc tương tác giữa mọi người nó sẽ 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 cũng dễ hơn được nhá thì đó là cái kinh nghiệm và cái 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 lưu ý của tôi dành cho các bạn khi mà chọn lại fanpage này các bạn hình dung dạ rồi vậy thì à, để để ví dụ cho cái video này cho cái bài này thì ở đây tôi sẽ chọn tôi sẽ chọn cái loại fanpage phổ biến và nhiều người sử dụng nhất nha thì đó là doanh nghiệp hoặc địa điểm ở địa phương đấy thì để tạo fanpage thì ở đây tôi sẽ ví dụ tôi sẽ lấy một cái ví dụ cụ thể nào đấy để thực hành luôn thì ở đây tôi sẽ lấy ví dụ như tạo một cái trang về bán mỹ phẩm đi bán mỹ phẩm online và tất nhiên là như tôi đã lưu ý là cái loại trang này thì tôi cũng phải có một cái cửa hàng cụ thể nào. Nha, tôi phải có một cái cửa hàng cụ thể có một cái địa điểm nhất định nào đó các bạn hình dung nhạc rồi vậy thì bây giờ tôi tiến hành tạo trang đầu tiên là tên trang này thì như tôi đã nói là các bạn phải chuẩn bị cho mình sẵn một cái tên theo cái quy ước của cái bài học trước thì ví dụ như bây giờ tôi tạo cái trang tôi đặt tên là mỹ phẩm thực phẩm mỹ phẩm thực phẩm chăm sóc sức khỏe nhập khẩu. Đấy. Và theo sau là cái thương hiệu của tôi, ví dụ DB Cosmetics. Nó ví dụ như vậy nha. Thì đây chính là cái tên, cái tên trang mà tôi nghĩ ra dựa trên cái quy ước, tức là à tôi quảng cáo được là cái trang của tôi bán mỹ phẩm và thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Ví dụ như vậy Và cái tính chất của nó là hàng nhập khẩu Và tôi có cái thương hiệu là DB Cosmetics Nha Nha Đấy Thì đây là cái cách thức đặt tên dựa theo cái quy ước Mà bữa trước tôi đã trình bày Còn danh mục trang Thì các bạn có thể nhập Nha các bạn có thể nhập Thì bây giờ các bạn phân tích này À trang của các bạn này Chủ yếu là bán về mỹ phẩm Mỹ phẩm hoặc là chăm sóc các cá nhân thì các bạn có thể chọn vào ví dụ như là làm đẹp. Đấy làm đẹp. Ví dụ như vậy nha làm đẹp mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân này. Đấy, hoặc là các bạn có thể chọn thêm một cái gì đấy, em mua sắm bán lẻ. Các bạn hình dung nhà. Thì tuy nhiên thì những cái này thì các bạn vẫn có thể bổ sung được. Vì vậy ở đây các bạn cứ chọn một cái nào đó cụ thể nhất cho mình đi. Rồi, địa chỉ đường Ví dụ như là địa chỉ cửa hàng của tôi là 71 mươi 36 Nguyễn Bạc Đấy Phường 3 Quận Tân Bình Đấy các bạn hình dung dạ Đối với cái loại hình fanpage này Thì các bạn phải có địa điểm cụ thể Rồi Thành phố thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì tôi cứ để mặc định nhá Còn nếu các bạn nào ở thành phố khác, địa điểm khác các bạn cứ nhấn xóa và các bạn nhập được chưa rồi ở đây là zip code zip code mã zip nha mã zip cho thành phố của mình thì đối với thành phố Hồ Chí Minh là 700 trăm ngàn được chưa thì nếu các bạn nào mà không biết cái zip code này là gì hoặc là sử dụng zip code ra sao hoặc là cái zip code của địa phương của mình như thế nào á thì các bạn có thể truy cập vào trang Fabity nha truy cập vào trang Fabity ở đây này đấy các bạn sẽ có cái bài viết tôi có một cái bài viết về zip code của Việt Nam đấy các bạn có thể xem cái bài viết này thì ở đây là danh sách zip code của 63 tỉnh thành Việt Nam thì các bạn có thể dựa dựa trên cái bảng này để các bạn tìm đây Hồ Chí Minh đây 700 ngàn đấy các bạn hình dung dạ nhá các bạn hình dung cho tôi chỗ này để tìm cái zip code phù hợp rồi điện thoại các bạn có thể nhập vào cái số điện thoại của mình Nhá. ví dụ như là số điện thoại của mình hoặc số điện thoại để uh, người người ta có thể liên hệ đặt hàng với bạn thì ở đây ví dụ như tôi nhập vào cái số của tôi đi 0919 454 uh, 945 được chưa rồi thì đến đây là tôi đã nhập đầy đủ cái thông tin nhập đầy đủ những cái thông tin để có thể tạo cho mình một cái trang và nếu các bạn muốn biết chi tiết hơn về những cái điều khoản hoạt động của trang này thì các bạn có thể xem xem cái điều khoản ở đây nếu muốn nha. Đây là những cái điều khoản để các bạn tạo và quản lý trang thì các bạn có thể vào đây các bạn đọc thêm, các bạn đọc thêm. Rồi. Bây giờ sau khi nhập thông tin xong tôi sẽ nhấn bắt đầu. Đấy. Sau khi tôi nhấn bắt đầu thì nó sẽ chuyển sang cho các bạn một cái giao diện như thế này đấy một cái giao diện như thế này thì nhìn vào cái giao diện người ta cũng đã thông báo rất rất rõ ràng nhá tức là uh, đây là một cái giao diện để cho phép các bạn thêm cái ảnh đại diện hay hay còn gọi là cái ảnh avatar đó cái ảnh avatar thì uh, như bữa trước tôi nói các bạn cần phải chuẩn bị cho tôi một cái ảnh avatar và một cái ảnh bìa đúng không ạ thì đây chính là lúc để các bạn upload lên tải cái ảnh của các bạn lên đây thì nếu mà bây giờ các bạn vẫn chưa chuẩn bị được cái ảnh cho mình thì các bạn cũng có thể bỏ qua cái bước này để lần sau để sau khi tạo xong cái fanpage thì các bạn vẫn có thể các bạn thêm cái ảnh của các bạn vào cũng được. Được nhá. Rồi, vậy thì bây giờ tôi đã chuẩn bị sẵn ở trong cái bài trước rồi. Bây giờ tôi upload luôn. Tôi chọn nhá. Đây, tôi chuẩn bị sẵn cái ảnh avatar này. Rồi, sau khi chọn xong cái ảnh avatar hoàn tất thì lại chuyển sang cho các bạn một cái giao diện nữa đó là add a cover photo tức là các bạn sẽ chèn các bạn thêm một cái ảnh bìa vào đấy thì tương tự như avatar nếu các bạn chưa chuẩn bị các bạn cũng có thể bỏ qua cái bước này hình dung nhỉ thì các bạn cũng đừng có lo lắng gì cả sau này các bạn vẫn có thể thêm vào sau cũng được còn nếu đã chuẩn bị rồi thì cứ tải lên như tôi bây giờ đã chuẩn bị rồi thì tôi chọn sẵn nhá cái cover mà tôi đã chuẩn bị Đấy Sau khi tôi tải lên Thì tôi được một cái trang như thế này Đây chính là trang mà tôi vừa tạo xong nha Đây là chính là một cái fanpage mà tôi vừa tạo xong Đấy Tên fanpage này Ảnh đại diện này Ảnh bìa Đấy Các bạn thấy ạ Đây là cái fanpage mà tôi vừa tạo Rồi thì các bạn thấy đấy việc tạo fanpage nó rất là đơn giản nó chỉ thông qua ba bước như vậy thôi đấy bước đầu tiên là chọn bước đầu tiên là chọn tạo trang bước thứ hai là chọn lại trang và bước thứ ba là cung cấp các thông tin liên quan vậy thôi đấy nhá tuy nhiên để cho cái trang của các bạn dễ tiếp cận khách hàng hơn khách hàng dễ liên hệ với các bạn hơn và các bạn cũng dễ chạy quảng cáo hơn thì các bạn nên cấu hình đầy đủ các thông tin cho fanpage để nha tức là thực ra tới đây thì các bạn cũng đã có thể sử dụng fanpage được rồi tuy nhiên tôi muốn uh, lưu ý các bạn nên cấu hình thêm cho nó đầy đủ các thông tin để khách hàng dễ tiếp cận các bạn hơn vậy thì bây giờ để cấu hình nhá để cấu hình thì các bạn để ý này ở đây Bên tay trái Các bạn click vào cho tôi Vào cái button là xem thêm Thì nó sẽ mở ra thêm cho các bạn Một cái danh mục thế này Thì các bạn để ý cho tôi Nó có một cái mục Đó là giới thiệu Click vào đây Nha Rồi Tại đây Tại đây Đây chính là ô thông tin giới thiệu Liên quan tới trang của các bạn Nha Thông tin giới thiệu liên quan tới trang của các bạn thì tại đây các bạn có thể chỉnh sửa những cái mà các bạn vừa vừa nhập ở trong cái bước mà chọn lại trang ấy ví dụ như trong cái bước chọn lại trang tôi tạo chọn làm đẹp mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân thì bây giờ các bạn có thể chỉnh sửa bổ sung hoặc là các bạn cũng có thể chỉnh sửa cái tên trang tên trang cũng được ví dụ như vậy thì ngoài ra ngoài ra thì các bạn lưu ý nào ở trong cái phần này nó có một cái ô tức là tên người dùng tên người dùng tức là cái gì các bạn để ý ở cái đường liên kết ở đây nhá tôi có một cái đường liên kết tới trang như thế này nó rất dài các bạn hình dung ạ à? nó rất dài rất là khó nhớ nếu các bạn muốn tạo ra một cái trang có đường liên kết ngắn gọn đại loại như là à thế này à, facebook.com suýt cái gì đấy ví dụ như là suýt db cosmetics ví dụ như vậy nha yeah. thì db cosmetic ví dụ như vậy thì đây là một cái đường dẫn nó ngắn gọn đấy đây là một cái đường dẫn ngắn gọn thì người ta sẽ dễ dễ tìm thấy các bạn hơn và dễ truy cập tới hơn và các bạn cũng dễ quảng bá cái trang của các bạn hơn đấy thì các bạn có thể tạo cái tên người dùng ở đây bằng cách nhấn vào và đặt cho mình một cái tên được chưa? Tuy nhiên lưu ý đây là cái trang mới Tôi chưa chưa có một ai vào đây like trang cả Tôi chưa mời ai like trang cả Và tôi cũng chưa có ai theo dõi trang của tôi cả Vì vậy ở đây tôi không thể Tôi không thể tạo tên người dùng ngay tại thời điểm được Mà uh, tại đây tôi chỉ giới thiệu cho các bạn thôi Bởi vì với chính sách của Facebook á Các bạn muốn đặt được tên người dùng cho trang của các bạn thì trang của các bạn phải có tối thiểu ít nhất là 25 lượt like Nha. Trang của các bạn phải có tối thiểu ít nhất 25 lượt like Thì các bạn mới có thể được phép đặt tên người dùng Đấy hình dung dạ Rồi tiếp tới chỉnh sửa thông tin về doanh nghiệp Đấy chỉnh sửa thông tin về doanh nghiệp Thì các bạn có thể click vào đây Các bạn xem à, Doanh nghiệp của các bạn hoặc là cửa hàng các bạn à, bán với cái khoảng giá nào Thì các bạn có thể chọn ở đây nếu muốn nhá yeah. hoặc là uh, cái cửa hàng của các bạn á thì nó có bãi đỗ xe hay không? Đấy nó có bãi đỗ xe hay không thì các bạn cũng có thể chọn ở đây. Rồi đỗ xe ở bãi đỗ xe hay trên đường hoặc là có người phục vụ tức là cái người trong xe hay không? Đó thì nếu có thì các bạn cũng có thể nhấn vào lưu chẳng hạn. Rồi. Thoát ra Đấy thì lúc này nó sẽ cập nhật thêm thông tin cho các bạn. Rồi Các bạn cũng có thể uh, Chỉnh sửa cái ngày bắt đầu Ngày bắt đầu ở đây có thể là Ngày thành lập cửa hàng Ngày các bạn tạo trang Vân vân Nếu các bạn muốn Nếu các bạn muốn uh, Thiết lập Thì các bạn cũng có thể chọn ở đây Nha Còn ở đây tôi tạm thời tôi không thiết lập Các bạn muốn thiết lập những cái thông tin gì Thì các bạn có thể chọn ở đây Được chưa Rồi Loại hình doanh nghiệp Loại hình doanh nghiệp thì các bạn nên 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 cố gắng các bạn nên cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt ví dụ như doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp bán hàng hóa hoặc dịch vụ trực tuyến tức là các bạn bán online các bạn có một cái website các bạn bán thông qua fanpage thì các bạn có thể chọn ở đây hoặc là cái fanpage này các bạn tạo ra để nhằm đại diện cho một cửa hàng văn phòng nào đó nha thì các bạn cũng có thể chọn vào đây thì ở đây cái trang của tôi là cả hai tôi vừa bán hàng online tôi vừa đại diện cho một cái văn phòng trụ sở cái cửa hàng của tôi lưu được dạng các bạn hình dung nhỉ rồi những cái thông tin tiếp theo như là thông tin liên hệ đấy thông tin liên hệ thì ở đây thì các bạn cũng có thể các bạn bổ sung vào nếu muốn ví dụ như email đấy email ví dụ như là à tôi có một cái website thì tôi có email liên hệ thì ở đây tôi nhập liên hệ chẳng hạn đấy thì tôi có một cái website là db cosmetic thì bây giờ tôi cũng có một cái mail liên hệ là liên hệ amok db cosmetic thì tôi nhập cái mail của tôi vào cho khách hàng nếu muốn liên hệ với tôi thì họ có thể liên hệ thông qua cái email này đấy các bạn hình dung nhá rồi lưu nhá rồi trang web nếu các bạn có một cái trang web nào đó thì các bạn cũng có thể nhập vào đây Ví dụ tôi có một cái website để bán mỹ phẩm là dbcosmetic.com Ví dụ như vậy. Rồi, lưu. Rồi, ngoài ra thì các bạn cũng có thể bổ sung thêm các tài khoản khác nếu muốn. Ví dụ như là các bạn có những cái tài khoản về Instagram, Twitch, Snapchat, Youtube, hoặc là Live Chat, tích. WeChat vân vân thì các bạn muốn bổ sung thêm những cái tài khoản nào để cho khách hàng có thể liên hệ được với các bạn thì các bạn có thể bổ sung ở đây. Đấy, hình dung nhở. Rồi, tiếp nhé. Cái thông tin cuối cùng, cái khu vực cuối cùng. Đấy, tức là những cái thông tin khác, ở đây các bạn có thể thêm một cái đoạn giới thiệu ngắn về về cái cửa hàng của mình, về trang của mình. Ví dụ như à trang của tôi là trang bán mỹ phẩm ngoại nhập đẹp an toàn và hiệu quả đấy rồi ví dụ như là có dịch vụ giao hàng toàn quốc ví dụ như vậy đó thì các bạn có thể thêm một cái mô tả ngắn nào đó về cái trang hình dung dạng rồi tuyên bố về quyền sở hữu quyền tác giả thì nói chung là những cái thông tin này những cái thông tin này tức là quyền sở hữu đấy bổ sung về các bạn có thể cung cấp thông tin về giấy phép kinh doanh hoặc là quyền sở hữu quyền trí tuệ hoặc là bất kỳ những cái thông tin gì mà các bạn muốn khẳng định quyền sở hữu của mình các bạn hình dung được chưa ạ à, ví dụ như là à, cái trang này của tôi là từ một cái công ty mà có giấy phép đăng ký kinh doanh đấy ví dụ như là số bao nhiêu đấy đấy thì các bạn có thể điền vào rồi các bạn hình dung dạng. Rồi, lưu. Đấy thì tất cả những cái thông tin mà các bạn nhập vào đây sẽ, sẽ 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 được bổ sung, sẽ được bổ sung và hiển thị cho những khách hàng của các bạn theo dõi. Đấy các bạn hình dung dạng. Rồi, ở đây Facebook nó bổ sung thêm cho các bạn một cái khu vực là tin. Thực ra cái khu vực này thì ít ít bạn nào viết nhưng mà theo tôi thì tôi khuyên các bạn nên viết nên bổ sung vào cái khu vực này bây giờ tôi nhấn vào nhá đấy thì đây là một cái khu vực đấy đây là một cái khu, vực để dành cho các bạn viết một cái bài giới thiệu ở à, đây là một cái bài viết có thể bài viết dài nhá bài viết dài giới thiệu hoặc là kể cho một người nghe về một câu chuyện nào đó của bạn cái câu chuyện mà dẫn đến cái việc hình thành cửa hàng này Hình thành cái doanh nghiệp của bạn hoặc là giới thiệu doanh nghiệp của bạn vân vân đấy à, các bạn đừng đừng ngại viết mà hãy cứ viết hãy cứ kể đi hãy cứ viết hãy cứ kể câu chuyện của mình bởi vì khi mà bạn chia sẻ câu chuyện của bạn điều đó sẽ giúp cho khách hàng hiểu bạn hơn sẽ giúp cái giá trị của bạn cái giá trị bản thân các bạn được nâng cao hơn các bạn hình dung nhỉ khi mà khách hàng của bạn hiểu bạn thì khi đó khách hàng sẽ dễ mua hàng của các bạn đấy các bạn hình dung nhá, rồi và một điều đặc biệt đó là nếu khả năng của các bạn viết tốt thì các bạn hãy cố gắng cố gắng viết một cái bài viết sao cho những cái từ khóa mà các bạn đang muốn seo nha sao cho những cái từ khóa mà các bạn đang muốn seo hiện diện ở trong cái bài viết của các bạn thế đây cũng chính là một trong những cách để các bạn tận dụng thêm tận dụng thêm những cái thông tin để các bạn seo seo cái trang của các bạn lên đấy để giúp cho khách hàng các bạn dễ tìm kiếm trang của các bạn hơn đấy các bạn hình dung dạng được nha thì các bạn hãy cứ cứ nhập cứ nhập thông tin vào đây đấy cứ nhập thông tin vào đây rồi sau khi nhập á, thì các bạn có thể lưu lại được dạng thì ở đây tôi không có nhập gì cả Uh, các bạn hãy tự nhập thông tin Phù hợp với cái trang của mình Rồi Thì về cơ bản Về cơ bản các bạn nhập những cái thông tin như thế này Bổ sung những cái thông tin như thế này Là đã đầy đủ rồi Hình như ông dạ Tuy nhiên nếu các bạn muốn chỉnh sửa Nâng cao hơn một xíu Nha muốn nâng cao hơn một xíu Và chi tiết hơn một xíu Thì các bạn có thể sử dụng cái chức năng này Chỉnh sửa thông tin trang đấy đây là cái chức năng cho phép các bạn bổ sung thêm một số những cái thông tin chi tiết hơn đấy chẳng hạn như là uh, những cái thông tin mà các bạn vừa nhập nó đều hiển thị ở đây hết nhưng mà nó sẽ bổ sung cho các bạn thêm ví dụ như vị trí hiển thị trên bản đồ đấy vị trí địa lý trên bản đồ như thế nào đấy hoặc là nó có thêm một cái ô cho các bạn à uh, quy định cái giờ mở cửa giờ đóng cửa cho cái cửa hàng của các bạn ví dụ như vậy thì các bạn có thể sử dụng cái tính năng này để các bạn uh, cung cấp thêm ví dụ như là uh, tôi có cái bản đồ đi tôi muốn định vị thì các bạn cứ zoom lớn nó vào các bạn cứ zoom lớn các bạn thấy cái cái mũi tên định vị ở đây không ạ à? các bạn cứ zoom lớn vào nhé đâu rồi hồ chí minh đâu rồi nhỉ đây Đấy các bạn zoom lớn và các bạn tìm cái địa điểm Cái địa điểm cửa hàng của mình Các bạn ghim Các bạn ghim cái định vị vào Đây tôi đang tìm cái địa điểm 71-36 Nguyễn Bạc Đây đường Nguyễn Bạc đây và địa điểm ở đây đấy cửa hàng tôi ở đây đấy ví dụ như vậy đấy thì sau khi các bạn chọn cái địa điểm xong các bạn có thể nhấn lưu thay đổi đấy các bạn hình dung ạ à. rồi nếu các bạn có giờ mà cửa ra đóng cửa theo thời gian nào các bạn cũng có thể đặt ở đây đấy thế thôi đấy các bạn hình dung ạ đây là cái giao diện để các bạn lưu lại những cái thông tin chi tiết thêm nếu muốn Đấy Thì sau khi các bạn cấu hình bây giờ các bạn lót lại Đấy Thì sau khi cấu hình các bạn refresh lại cái trang thì các bạn sẽ thấy này Cái địa điểm của bạn Cái cái phần giới thiệu các bạn có hiển thị thêm Có hiển thị thêm cái bản đồ Kèm theo thông tin liên hệ Đấy các bạn hình dung dạ Rồi Thì đến đây tôi đã trình bày cho các bạn xong cái video về hướng dẫn cách thức tạo một cái fanpage trên Facebook và một số những cái cấu hình cơ bản. Thì để tạo một cái fanpage đầy đủ và đúng loại thì có thể là nhiều người cũng đã biết cách tạo. Tuy nhiên có một vài cái bước mà thường thường tôi thấy các bạn hay bỏ qua, tức là cung cấp những cái thông tin giới thiệu như thế này. Thì tôi mong rằng các bạn hãy cố gắng cung cấp càng đầy đủ, càng chi tiết, càng tốt. khi mà các bạn cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết, khách hàng sẽ dễ tìm kiếm các bạn hơn, sẽ dễ liên lạc, sẽ dễ liên hệ với các bạn hơn. hình dung dạng này nha. rồi à, hôm nay tôi sẽ tạm dừng, tôi sẽ tạm dừng cái nội dung ở đây, nha, tôi tạm dừng cái nội dung ở đây. và hy vọng rằng cái video này sẽ giúp ích được cho các bạn trong việc tạo fanpage một cách dễ dàng hơn được nha rồi chào các bạn